Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Hà Nội tạm giữ hành chính đối với võ sư bạo hành vợ. Cơ quan công an quận Long Biên đã tiến hành tạm giữ hành vi đối với võ sư Nguyễn Xuân V, người bị tố là bạo hành vợ trong clip gây xôn xao dư luận hai ngày nay. Trưa ngày 28 tháng 8, trao đổi với phóng viên Dân Trí, một lãnh đạo công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tạm giữ hành chính 1 đến 2 ngày đối với Nguyễn Xuân V để điều tra, làm rõ việc anh này bị tố bạo hành vợ mới sinh, gây ồn ào dư luận. Trước hết, đây là một sự việc liên quan đến câu chuyện gia đình, cá nhân. Sau khi xảy ra sự việc, báo chí rồi mạng xã hội đăng tải ồn ào, chúng tôi đã cử công an địa bàn xuống làm việc để thực hiện công tác dân vận cho hai vợ chồng vì hai con của họ còn quá nhỏ. Nếu sau này vợ chồng không sống được với nhau thì cũng rất thiệt thòi cho các con của họ, vị lãnh đạo công an quận Long Biên nói và khẳng định, công an quận Long Biên sẽ làm mọi việc theo trình tự của pháp luật. Trước đó, như Dân Trí đã đưa tin, vào sáng ngày 27 tháng 8, một đoạn video vừa được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã gây phẫn nộ, bức xúc cao đối với người xem. Video ghi lại cảnh người chồng bạo hành người vợ của mình khi người vợ này đang bế trên tay con nhỏ mới sinh. Thậm chí ngoài thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mình, người chồng còn bốc cả đá ném về phía vợ con. Trao đổi với phóng viên, một người nhà nạn nhân cho biết, đây không phải lần đầu tiên chị Vũ Thị Thu L, sinh năm 1992, bị chồng là anh Nguyễn Xuân V, 1987 bạo hành. Điều gây phẫn nộ là chị L mới sinh cháu thứ hai được 2 tháng tuổi đã bị chồng đánh đập gây trầm cảm và mất sữa. Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, chị Vũ Thị Thu L, vợ của võ sư Nguyễn Xuân V cho biết, sự việc xảy ra chỉ vì lý do đơn giản, vì tôi mang tivi từ phòng khách vào phòng con trai lớn 7 tuổi. Anh ta thấy thế, liền mắng nhà này không có nóc à mà tự ý như vậy. Sau đó anh ta lao vào mắng nhiếc tôi, đánh tôi liên tiếp. Phóng viên Dân Trí sẽ tiếp tục thông tin đến sự việc bạn đọc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Được đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội bần thần khi nhận tin dữ từ trường trung học quốc tế Grad Gray, Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết, đây là buổi học thứ 2 của cháu tại trường quốc tế Gateway.